Xin chào các bạn, các bạn đang nghe kênh Làm Giàu Từ Cà Phê phát sóng hàng ngày vào lúc 6 giờ 6 phút. Các bạn thân mến, câu chuyện này Long muốn chia sẻ với các bạn đó là kẹt đời, kẹt nghề, kẹt mắc kẹt đó các bạn. Tại sao lại có cái chuyện này? Tại sao nên Long lại chia sẻ cái câu chuyện này? Bởi vì cũng có rất là nhiều bạn kể cái câu chuyện của mình với Long, rất nhiều bạn chia sẻ những câu chuyện, rất nhiều bạn nói về cái câu chuyện này, thì nhân đây Long muốn chia sẻ với các bạn một số cái quan điểm, một số cái kinh nghiệm, một số cái trải nghiệm của Long để anh em mình cùng có những cái bước đi làm giàu từ cà phê. Thì các bạn thân mến, ngay từ cái chữ kẹt đời, có nghĩa là mắc kẹt cái cuộc đời của mình ở cái đoạn nào đó. Hoặc kẹt nghề, có nghĩa là rất nhiều bạn thất bại trong cái nghề đó, bị mất tiền, mất thời gian và nhục chí đó. Thì các bạn lưu nhớ này, mỗi ngày các bạn mỗi ngày, nhất là Sài Gòn này, ở các tỉnh khác vân vân, và Long nghĩ là rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam này, hàng ngày khi các bạn mỗi sáng các bạn bước chân ra đường ha, mặc đồ rất là đẹp, ngồi trên chiếc xe máy chạy, nhưng chỉ chạy được một đoạn. Ví dụ điển hình nhất là Sài Gòn, thì các bạn dễ hình dung nhất, điển hình nhất là ở Sài Gòn, thì các bạn sẽ rất là dễ thấy rằng là mỗi sáng khi thức dậy, bước chân ra đường, ngồi trên xe máy, phóng xe, chạy xe tới tới chỗ làm, thì thực sự nếu đi vào những cái giờ cao điểm, có nghĩa múi giờ buổi sáng khi người ta đi làm, khi mọi người cùng đi làm, ví dụ như múi giờ buổi chiều khi mọi người tan sở, thì thực sự nhiều khi nó là một cực hình. Nhiều khi các bạn thấy khi các bạn bước ra khỏi nhà, tinh thần rất là phấn chấn, rất là thoải mái, rất là phấn khởi, nhưng khi tới được cái chỗ làm thì ôi thôi, là người đầu tóc thì bù xù ha, người thì rũ rượi mệt, và giống như không còn chút năng lượng nào để mà bắt đầu một ngày mới. Bởi vì cái quá trình, cái thời gian di chuyển, cái quá trình đi làm, nó bị mất rất nhiều thời gian, và bởi vì nó kẹt xe. Thì hình dung là khi mà kẹt xe như vậy, sẽ có rất nhiều người sẽ bắt đầu than vãn, sẽ có rất nhiều người sẽ bắt đầu trách móc, sẽ có rất nhiều người bắt đầu bực mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đi trên đó, định trời thì bắt đầu nóng, tại 7 giờ mấy 8 giờ trời bắt đầu nóng, bụi bặm ha, nhiều khi đói chưa kịp ăn sáng nữa ha, xe chiếc thì lấn qua, chiếc thì lấn lại, thậm chí có khi va cạo vào người mình luôn ha, rồi xe hơi thì lấn lên, xe máy thì chạy lên luôn vỉa hè, vân vân, dẫn tới là kẹt, làm cho mình đứng trong đó cảm thấy rất là bực mình, đúng không? Các bạn nói đi, đúng không? Các bạn cũng đã từng bị cảnh đó rồi, đúng không? Vậy thì quay lại, mình lúc đó mình ở trong cái cảnh đó mình sẽ làm gì? Sẽ có nhiều người trách móc, hờn dỗi, sẽ có nhiều người rất bực mình, tại sao mọi người đều đi ra đường vào giờ này, sao ngoài nhà chút xíu đi. Nhưng mà khi mình trách như vậy thì chính là trách chính mình, tại sao mình lại đi ra giờ này, tại sao mình lại như thế này, tại sao mình lại giống như đám đông như thế này. Thì giống như con đường khởi nghiệp cà phê, con đường kinh doanh cà phê, rất là nhiều bạn bị thất bại, làm quán bị thất bại, thất thu tiền, nợ nần, rồi mất rất là nhiều thời gian. Lúc đầu khởi sự cái công việc kinh doanh nó rất là hào hứng, ham học, không, tôi bây giờ tôi nghĩ tôi không làm, tôi không đi làm công nữa, mà bây giờ tôi ra tôi làm chủ, tôi sẽ đứng tay chỉ tay năm ngón, đây làm này cho mình có 5-7 bạn nhân viên, rồi còn mình thì ngồi rung đùi, thu tiền, vẽ ra một bức tranh nhìn rất là đẹp đẽ như vậy, và khởi đầu cái chuyện khởi nghiệp nó rất là tuyệt vời, và ngày khai trương rất là đông người đến, vì đó là bạn bè, vì đó là người thân, vì đó là hàng xóm, rồi rất là nhiều hoa, rồi hàng quán thì mới làm nhìn rất là sạch sẽ, khang trang. Bước khởi đầu không khác gì khi chúng ta bước chân ra khỏi nhà để bắt đầu đi làm, đúng không? Rồi sao nữa rồi kinh doanh được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, bắt đầu mới thấm cái cảnh giống y như kẹt xe các bạn.
rất là nhiều thứ xảy ra, chúng ta không thể nào mình làm gì được, không biết cách làm như thế nào, bởi vì đứng ngay giữa cái đống kẹt xe đó. À, vậy thì có bao giờ các bạn ví dụ các bạn nào chưa bị, có bao giờ các bạn đặt một cái câu hỏi như thế, các bạn nào trong cái hoàn cảnh đó có bao giờ đặt một cái câu hỏi tại sao mình lại bị như vậy không, và làm cách nào để mình thoát ra khỏi cái việc đấy, làm cách nào để mình thoát ra khỏi cái việc là mình khởi nghiệp mình sẽ không bị như thế nữa. Rồi quay lại câu chuyện kẹt xe. À, nếu 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 là các bạn, hoặc nếu là mình, nếu là các bạn, thì nếu mà kẹt xe vậy mình có cái giải pháp nào không? Người ta nói rằng mình không thể thay đổi được hướng gió, nhưng có cái mình có thể thay đổi, đó là thay đổi được hướng buồm. Vậy tại sao mình không thể thay đổi mình bằng cách là sao? Mình có thể thức dậy sớm hơn, mình có thể đi sớm hơn, thì nó sẽ hạn chế được việc kẹt xe. Ví dụ thay vì 7:30 là cái giờ cao điểm mọi người đều đổ dồn ra đi làm, thì tại sao 7 giờ mình không xuất phát đi? Mình xuất phát từ lúc 7 giờ đường phố vắng vẻ, mình đi thong dong, thậm chí tới chỗ làm mình còn ngồi uống được một ly cà phê thư giãn, nghe tiếng chim hót, nhìn người người qua lại, ngồi thư thả ánh sáng, uống cà phê, tuyệt vời không? Nhưng đổi lại là gì? Mình phải buộc phải thức dậy sớm. Và thông thường ấy thì cái cảm giác đó thật sự là khó các bạn. Khi khi mà trời thì tối, lạnh, mình đang ở trong cái mền ấm, và điều đó là gì? Tất cả mọi thứ đều phải có giá của nó thôi. Nếu mình muốn được cái này thì phải mất cái kia, nếu mình muốn đến chỗ làm sớm, mình không muốn bị tụt mood, mình muốn được thư thả thì buộc phải mình phải mất là gì? Mình phải phải ngủ sớm hơn, thức sớm hơn, nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Tương tự vậy khi mà mình kinh doanh quán cà phê, tại vì tất cả các quán đều nhanh nhẹn giống nhau. Nếu như vậy thì mình phải sao? Long có một số người bạn sẽ mở quán sớm hơn, hoặc đóng cửa quán trễ hơn, hoặc hoặc thay vì những cái quán kia thì họ mở cửa lúc lúc 8 giờ thì các bạn sẽ mở cửa lúc 6 giờ đón cái lượng khách sớm, một cách để tăng doanh thu, hoặc các bạn có thể bán thêm đồ ăn thức uống. Đó là một cách, đó là một sự sáng tạo, đó là một 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 trong những cái Long chỉ nêu ví dụ, còn rất là nhiều 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 cái đó chỉ là cái chìa khóa để các bạn hình dung ra mình nên như thế nào. Hoặc hoặc ví dụ sao, ví dụ sao, các bạn có thể ví dụ quay lại vấn đề kẹt xe, ví dụ mình muốn không phải dậy sớm, mình muốn vẫn muốn đi đúng giờ nhưng mình vẫn không bị kẹt thì sao? Tại sao các bạn không tìm hiểu khám phá những cái con đường mới ha? Có bao giờ các bạn mở cái Google Maps ra khu vực các bạn từ nhà đến đến chỗ làm, tìm hiểu xem những khu vực này còn những con đường nào khác không? Có thể những con đường hẻm, có thể những con đường ngách, có thể những cái khu dân cư trong hẻm, mình có thể đi luồn qua đó và mình tới chỗ làm đúng giờ, thậm chí còn nhanh hơn và thư thả ngắm được cuộc sống bình dị bên trong những khu phố đó. Tương tự vậy, việc kinh doanh quán cà phê nghề cũng vậy các bạn. Tại sao mình không tự tự đặt ra câu hỏi là nếu người ta làm như vậy mình có cách nào làm khác hơn không? Mình tìm những cái ngách đi riêng, những cái điều khác biệt riêng, những cái điều chưa ai từng làm. Ví dụ sẽ ví dụ bây giờ ai cũng bán cà phê máy thì sẽ có rất là một vài bạn bắt đầu quay lại những cái thời bán cà phê vợt, và nó tạo thành cái điểm nhấn, hoặc cà phê có những mô hình khác, dịch vụ khác, chất lượng khác, giá cả khác, vân vân, từ những cái đó đóng vào hoặc bán cà phê kèm theo dịch vụ gì, ví dụ như dịch vụ rửa xe ha, ví dụ uống cà phê được rửa xe miễn phí ha, ví dụ uống cà phê được đánh giày miễn phí ha, ví dụ uống ly cà phê được tặng phần ánh sáng, vân 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 vân, rất là nhiều cái. Chẳng qua là mình có chịu suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, sáng tạo những cái lối đi riêng cho mình hay không. Rồi còn gì nữa không? Còn rất nhiều cái để mà có thể mình đánh đổi, không phải đánh đổi nữa, mình được cái này thì mất cái kia thôi. Ví dụ trong vấn đề kẹt xe vẫn còn nhiều giải pháp. Ví dụ các bạn sống ở Thủ Đức ha, nhưng công ty các bạn làm ở trên quận nhất ở Đồng Khởi chưa? Nếu vậy các bạn có dám chuyển nhà không, chuyển chỗ ở không? Ví dụ ở đây thay vì vậy cho thuê cái nhà dưới Thủ Đức đi, bởi vì khi mình đi vậy á, thứ nhất mình tốn tiền xăng rất là nhiều, thứ hai cái mà mình không mua được đó chính là thời gian ha. Vậy cái thứ ba nữa là sự mệt mỏi, sự tụt mood mỗi ngày, mà khi tụt mood vậy thì chúng ta không thể sáng tạo làm được cái gì khác. Vậy tại sao không
cho thuê ở cái dưới Thủ Đức đi, và các bạn chuyển lên thuê những cái căn hộ gần trung tâm, gần nơi mình đi làm, hoặc có thể mình chỉ cần bước đi bộ khoảng cây số là tới chỗ làm, thì còn gì tuyệt vời hơn. Mình vừa được tập thể dục, mình vừa thư thả, mình vừa có thời gian để có thể thiền, để có thể tĩnh tâm vào một buổi sáng, có thể ăn sáng, uống cà phê thư thả đó. Nhưng sẽ có nhiều bạn nói không, tại vì cái đó là tại cái này, tại ở trung tâm thì nhà mắc quá, tại thế này, tại thế kia. Tương tự vậy, khi mà các bạn làm quán cà phê cũng vậy. Sẽ có nhiều bạn nói là tại sao quán tôi mở này không, nhưng mà tại sao các bạn đặt câu hỏi là nếu mà tôi làm ở chỗ đó, nếu mà tôi thuê cái người đó, nếu mà tôi mướn cái người kiến trúc sư đó vẽ vân vân, thì nó sẽ như thế nào? Thì chắc chắn một điều, lúc đó mình phải đánh đổi, mình phải mất nhiều chi phí hơn, mình mất nhiều thời gian hơn, và mình phải đánh và mình phải tính toán cân nhắc kỹ hơn. Tóm lại, so sánh với cái việc kẹt xe với cái việc bị kẹt đời, hoặc là ngay cả cuộc đời các bạn vậy, sẽ có nhiều lựa chọn mà các bạn không dám đánh đổi, các bạn không dám trải nghiệm, các bạn sợ cái này sợ cái kia, thì như vậy vô tình rằng là các bạn đã đánh mất những cơ hội, các bạn luôn chìm đắm trong cái sự kẹt. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không dám thách thức bản thân mình, không dám tự đặt mình ra để mà làm cái việc đấy. Thì tóm lại, trong cuộc đời của mình cũng vậy, nghề nghiệp của mình cũng vậy, các bạn hãy nhìn hình ảnh mỗi ngày đám đông kẹt xe như thế. Nếu mình cũng như vậy thì chắc chắn một điều, mình cũng giống y như họ thôi. Nhưng nếu mình biết đặt những câu hỏi, tìm tòi khám phá sáng tạo, tạo cái lối đi riêng, tạo cái cách thức riêng, vẽ cho mình một cái cuộc đời khác biệt, thì lúc đấy các bạn sẽ hoàn toàn không bị kẹt trong nghề, không bị kẹt trong đời, mà lúc đó các bạn sẽ hoàn toàn thư thái, thảnh thơi, tự do, không chỉ tự do về thời gian mà tự do về tài chính, mà còn được luôn luôn hạnh phúc và bình an các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, cái này cũng hơi dài, hình như mười mấy phút. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới thật tuyệt vời.